Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 536, cho ở sau khi nhận được tin tức này, nàng cuối cùng cũng thở dài một hơi, cũng không phải là bởi vì ngư đầu không chết, mà là bởi vì nếu đối phương có bệnh thì chắc chắn sẽ không trốn được xa, cho dù cái trò chơi trốn tìm này có lâu thế nào, nhưng kiểu gì nàng cũng tóm được hắn. Trong mấy ngày này, ngoại trừ mỗi ngày chuẩn bị công việc, Ngây Ngô trầm tư suy nghĩ một vài vấn đề, còn có một việc khiến Mục Thanh Thanh phải làm sau khi tan việc, đó là nàng mua hai cái chăn, mua một số quần áo chống lạnh và đồ dùng hàng ngày, bao tay, mũ mang tới căn nhà nhỏ ở ven sông, tất nhiên có mang tới. Cũng là sau 10 giờ đêm, đôi bên vẫn không cách nào nói chuyện được với nhau như cũ, nàng ở bên cạnh đem chăn đệm bố trí, cất quần áo, người đàn ông kia vẫn gọt hạt rẻ dưới ánh đèn, không thèm chú ý tới nàng, cũng chẳng thèm để ý tới tại sao trong nhà có thêm một người. Mục Thanh Thanh vốn cũng không phải là người thân thiện, nếu như người bình thường có thái độ hờ hững với nàng như vậy, thì nàng đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, chẳng qua đối phương là kẻ ngốc, hơn nữa đã giúp mình, cho nên nàng coi như là mình làm việc thiện giống bao người khác. Có lẽ chuyện này sẽ giúp nàng yên tâm và thoải mái hơn, đêm hôm đó, lúc xe cứu thương tới không mang lại lợi ích gì cả, lý do đơn giản là không cách nào nói chuyện được, tính nhiên là không cách nào mang đối phương đi bệnh viện. Não bộ có bệnh là một vấn đề phức tạp, không có sự nghiên cứu kỹ, bác sĩ đương nhiên cũng không dám kê đơn bốc thuốc, mình làm gì để nói chuyện được với một cái ngốc đây. Mục Thanh Thanh không còn cách nào khác, khi nào dỗi nàng đành phải tới đây làm bảo mẫu, trong mấy ngày này, đối phương không phát bệnh. Tới căn nhà nhỏ này nhiều lần, trong lòng Mục Thanh Thanh cũng có chút bận tâm, mỗi lần nàng tới đều chứng kiến căn nhà nhỏ này lung lay sắp đổ, huống chi mấy hôm nay tuyết trên nóc của nó rất dày, chẳng biết lúc nào nó sẽ đổ sụp xuống nữa, sự lo lắng trong lòng nàng sau một ngày một đêm đã trở thành hiện thực. Sáng hôm nay nàng đi làm sớm, lúc 7 giờ nàng không thấy hắn đẩy xe hàng tới chợ, cũng may là lúc 9 giờ cái ngốc này cũng xuất hiện. Tới buổi chiều, nàng đi tới bờ sông, thấy căn nhà nhỏ đã sập, tuyết chùm lên bên trên, thoạt nhìn như là nó đã đổ từ hôm qua. "Bà ơi, cái căn nhà nhỏ kia đổ từ lúc nào vậy ạ?" À? nàng hỏi bà lão bán tạp hóa ở bên cạnh, "Cái nhà đó ư? Đổ từ chiều hôm qua." "Vậy cái ngốc bán hạt rẻ sang đường tối hôm qua ở đâu?" Hắn ư? Sáng sớm hôm nay hắn làm chúng tôi giật mình, hắn và chiếc xe đứng ở ven đường, cứ như vậy ngủ cả đêm, trên người tuyết động dày đặc, sáng sớm hôm nay tôi mở cửa nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đã chết rồi. Cô biết không, những người ăn mày rất khó sống qua mùa đông, nào ngờ hắn dùng mình một cái rồi đứng dậy, sức khỏe của tiểu tử này đúng là tốt, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể có cường tráng tới mấy cũng chẳng sống qua được vài ngày, ai. Mục thanh thanh lại càng hoảng sợ, không ngờ rằng tên ngốc kia lại đứng trong tuyết cả đêm, đứng bên cạnh căn nhà đồ suy nghĩ một lúc lâu, nàng trở lại cục cảnh sát, hỏi thăm xem có nơi nào cho những người lưu lạc ở không, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy không thích hợp, bởi vì thằng ngốc này không nói chuyện được với người khác. Trải qua suy nghĩ một lúc lâu, hơn 9 giờ tối, nàng tới chợ, trời tuyết trắng phao, một bóng đèn vẫn sáng, nàng đi tới nhìn người đàn ông bán hạt rẻ kia một lúc lâu, trong đầu suy nghĩ bông lung. Ngũ quan bình thường, thật nhìn không giống như người lưu lạc, khi cúi đầu luôn mang theo sự buồn bã giống như một nhân viên công chức bình thường không có dã tâm, hoặc giống như một thiếu niên bình thường đang ngại ngùng khi thổ lộ với người yêu, nhớ tới đối phương đứng ngủ cả đêm trong tuyết, nàng đi tới nói, tôi muốn mua hạt rẻ. Đợi đối phương đứng lên, nàng đưa tay ra, sờ lên chán của đối phương, 8 đồng năm một cân, mua bao nhiêu, đúng là không sinh bệnh, thân thể của người đúng là tuyệt cú mèo, cảm thán một câu, nàng đợi đối phương tới 10 giờ, khi thấy đối phương thu thập xong chuẩn bị đẩy xe rời đi. Nàng cầm một tay đối phương, nói, đi hướng này đi hướng này người đàn ông dùng ánh mắt thản nhiên nhìn nàng thấy ánh mắt này nàng lại nhớ tới cái sẻng đêm mưa ngày đó trong lòng mục thanh thanh có chút đề phòng đối phương dơ sẻng đập mình khua tay hai tay cố gắng biểu thị mình có ý tốt chỗ cậu ở đã đổ đổ thì không thể ở có biết hay không tôi đưa cậu tới chỗ ở khác nếu không cậu sẽ bị đóng băng mà chết tôi muốn giúp cậu một chút giúp đỡ có hiểu không vì muốn tốt cho cậu tôi dẫn cậu tới một chỗ ở khác nói đi nói lại như vậy nhiều lần nàng cảm giác mình đúng là ngốc sau đó nàng cố gắng đẩy xe không biết là lời nói của nàng có tác dụng hay không mà đối phương thả tay nàng ra đứng ở đó nhìn nàng nhìn nàng cố gắng hết sức đẩy xe tới đây vốn muốn mang hắn đi ai ngờ hắn lại đứng ở bên cạnh nhìn bánh xe lún vào trong tuyết không đẩy nổi mục thanh thanh có trước hận mình chiếc mercedes-benz của nàng mấy hôm trước do lạnh quá không nổ váy nổi hôm trước nàng đã đem nó đi bảo dưỡng nếu không thì có thể kéo cái xe này về nhưng mà nếu đã làm thì nàng không có thói quen rút lui cắn răng đẩy xe xuống đường mệt thở hổn hển vai phải của nàng truyền tới sự đau đớn đại khái là vết thương trúng đạn đã bị ảnh hưởng cậu cũng tới đầy giúp đi phía trước là một sườn núi nhỏ mục thanh thanh bị vết thương ảnh hưởng sức khỏe vốn yếu đẩy được một đoạn thì trượt chân kiểu gì chẳng ngã lan xuống dưới đột nhiên có một cánh tay tóm lấy nàng mục thanh thanh thở vào nhẹ nhõm đứng thẳng người đẩy xe cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sức lực của người này thật lớn bên này bên này, phía trước rẽ trái, ngã ba trước rẽ trái, đi thẳng. Đường phố gần nữa đêm thỉnh thoảng có ô tô lao vút qua, cái xe hàng chậm rãi rời khỏi con đường, đại khái là khoảng sau 20 phút, bọn họ tới một căn nhà, Mục Thanh Thanh bảo hắn đẩy xe dừng lại ở dưới mái hiên, đưa túi hạt rẻ mình cầm bảo hắn cầm lấy, rồi lấy chìa khóa mở cửa. Tôi hiện đang ở phòng này, phòng bên không có người ở, cậu đó, phòng khách cậu có thể dùng, vkc phòng bếp cậu cũng có thể dùng, dù sao tôi không nấu nướng mấy, ở đây có dao có ghế có thùng cậu tạm thời ở đây nếu tôi tìm được chỗ tốt hơn thì cho cậu ra ngoài ở có hiểu hay không thôi mà kệ cậu cậu muốn ở đâu thì ở miễn đừng vào phòng tôi là được đây là căn nhà nhỏ mà cục phân cho nàng hai gian phòng ngủ một phòng khác hơi rộng có vê kép xê có phòng bếp quan trọng là không mất tiền bởi đôi bên không hiểu nhau lắm cho nên nàng phải lập lại nhiều lần sau đó bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu mặc kệ nàng quan tâm hết mình còn ra sao thì ra. Thấy mình đã quá mệt, nàng vào về cách xây tắm rửa rồi đi ra, chỉ thấy cả ngốc kia đang ngồi trong phòng khách gọt hạt rẻ, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng ngủ của mình chốt cửa, bôi thuốc cho vết thương ở vai, sau đó ngã xuống giường thiếp đi, súng lục đặt ở dưới gối. Ngày 12 tháng 1 năm 2004, âm lịch là ngày 21 tháng 12, trước Tết một tuần, nàng bắt đầu cuộc sống chung quái gở, rất lâu sau, nàng nhớ lại như vậy, chương 537. Báo thù nếu dùng từ ở chung, một cho tình hình hai người hiện giờ đúng là nói quá. Thực ra thì mỗi người đều yên tĩnh hoạt động trong mảnh trời riêng của mình mà thôi. Vốn mục thanh thanh cho rằng cuộc sống của mình sau này đã bị quấy rầy, nhưng vài ngày sau mới cảm thấy chuyện cũng chẳng nghiêm trọng như mình tưởng tượng. Một ở đây tác giả chơi chữ, ở chung của người Trung Quốc có mấy cách gọi, cách gọi này để chỉ những nam nữ chưa kết hôn ở chung với nhau. Kẻ ngốc kia cũng không phải là người nói nhiều, im lặng, 6 giờ sáng hắn đã ra ngoài, 10 giờ đêm thì thu than trở về, đại khái là là 10 giờ là tới nhà, sau đó hắn ngồi ở một góc phòng dùng dao gọt hạt rẻ. Lúc đó hắn mới có động tính, nhưng cũng không ảnh hưởng tới người khác, Mục Thành Thanh ngồi ở bên cạnh nhìn động tác gọt hạt rẻ của hắn, cảm thấy nó sự có hấp dẫn người khác. Tầm 12 giờ đêm nàng đi tắm, sau đó đi ngủ, hai bên không ai nói chuyện với ai, nhưng phải thừa nhận rằng đối phương không lôi thôi, chỉ có mấy bộ quần áo nhưng lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, không tới mức làm người khác chán ghét. Đương nhiên, Mục Thanh Thanh cũng chỉ có chú ý tới hắn mấy hôm đầu, nàng không có thời gian để nghiên cứu cách sống, làm việc, nghỉ ngơi của đối phương. Ngày nào nàng cũng có việc cần hoàn thành, giờ làm việc cơ bản là cố định, việc đi làm về muộn là bản thân tự nguyện, nếu như về sớm cũng chỉ có tắm rửa, xem tivi rồi đi ngủ. Nếu trở về muộn sẽ gặp đối phương, nàng tắm rửa xong mở tivi ngồi nghỉ ngơi một chút, thanh âm tivi không lớn, cũng giống như thanh âm gọt hạt rẻ mà thôi. Có lúc Mục Thanh Thanh may mắn nói chuyện được với đối phương một vài câu, Đương nhiên nàng không nhận được sự trả lời thuyết phục, hai con người xa lạ không thích ứng được với nhau, trên cơ bản là chẳng có chuyện gì cả. Ngày cuối năm, tuyết ngừng rơi, bầu không khí năm mới vô thanh vô tức bao trùm thành phố, mọi người nhiệt tình mua hàng Tết, lúc này Mục Thanh Thanh cũng chuẩn bị mua một số món chuẩn bị Tết, nhiều nhất đương nhiên là mì ăn liền, chân giò hun khói. Nấu nướng nàng không giỏi, nhiều lắm cũng chỉ biết dán mấy quả trứng, làm một chút rau xanh, thế nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng cũng phải chuẩn bị Tết, ngày 26 tháng 12 âm lịch, người đàn ông được mẹ giới thiệu tới cục cảnh sát gặp nàng một lần, tặng nàng một bó hoa. Dù sao ở dụ giang mấy năm, đây là lần đầu tiên nàng nhận được hoa, cục cảnh sát ồn ào một phen, khiến cho nàng có chút quẫn bách, sau đó hai người cũng nhau đi xem phim. Đối phương mời nàng tới nhà hắn ăn Tết, Mục Thanh Thanh đoán là chắc mẹ mình có ý tưởng như vậy, nên uyển chuyển cự tuyệt, dù sao nàng không cảm động tới mức này. Vụ án ngân hàng vẫn không có tiến triển, chỉ là tới những ngày cuối năm đột nhiên có một tin tức, Nói là vết thương trúng đạn của Ngư Đầu hiện đang chuyển biến xấu, sắp chết tới nơi rồi, tin tức từ đâu truyền tới? Không rõ ràng lắm, chỉ là phong thanh mà thôi, chúng em nghe nhân viên bí mật của mình là A Hoàng nói, trong khi chúng ta lại đang cần tin tức như vậy, tiếp tục điều tra, không cần sợ phiền phức, nếu ai không phối hợp thì mời họ tới cục đó năm mới, Mục Thanh Thanh ra lệnh. Đồng thời phải tăng cường quan sát một số con đường quan trọng, nếu Ngư Đầu chết, những người còn lại có thể sẽ bỏ trốn, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây bọn họ có thể sẽ bỏ đi cũng là thời gian mà chúng ta có thể phá án vùng núi ngoại thành dụ giang lúc tuyết ngừng rơi thiên địa bây giờ chỉ còn lại một màu trắng phao dãy núi yên tĩnh kéo dài trong tầm mắt nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy một dãy núi tuyết tuyết lớp cây cối trên núi trên sườn núi có một cái lò gạch được phủ màu tuyết trắng nhưng mà ở cạnh đó có một phần mộ nho nhỏ trên mộ có đốt hương có một vài thứ hàng mã như áo quần tổng cộng có sáu người đang đốt tiền giấy ngư đầu anh đã hại hết em ngọn lửa bập bùng trước mộ phần đại hán đeo kinh dâm trước mộ chậm rãi mở miệng sau khi nói những câu này hắn trầm mặc rồi quay người trầm giọng nói chúng ta làm gì bây giờ năm người ở phía sau ngoại trừ tên cao gầy có biệt hiệu nhãn kính bốn người còn lại đều là thủ hạ của ngư đầu mấy người lướt mắt nhìn nhau một người trong đó nói hổ ca chúng ta nên thừa dịp tuyết lớn lại sắp tết để rời đi ngân hổ nhìn hắn một cái đưa tay chỉ thẳng mặt nói em họ của tao đã chết mày muốn tao đi người nọ có chút chần chờ hổ ca chuyện chúng ta làm vốn mang sẵn tính mạo hiểm đối phương là cảnh sát không thể nào theo chúng ta mãi được núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt hổ ca núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt hừ hừ hai mươi năm trước tao cũng vì câu này mà rời khỏi đây hiện giờ lại có người nói với tao như vậy ngân hồ quanh người ngồi xuống đốt vàng mã con đàn bà kia bán chết em trai tao tao muốn nó chết nếu không tao biết ăn nói với em trai tao như thế nào hổ ca nếu làm vậy chuyện sẽ rất lớn sợ phiền phức vì lớn chuyện, ha ha, ngân hổ cười quay mình, chỉ vào một người nói, a thử, chúng mày trước đây là huynh đệ của em trai tao, em trai tao đối với chúng mày như thế nào, hiện giờ nó đã chết, chúng mày sợ phiền phức khi lớn chuyện, dù sao cũng là chạy trốn, giết nó xong chúng ta cùng đi, sau khi ngư đầu chết, này a thử, con chuột là người có uy tín nhất trong những người còn lại, mặc dù biết ngân hổ tính khí nóng này, nhưng hắn vẫn phải nhìn ba người còn lại vài lần, đành nói, hổ ca chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, anh hãy nên nghĩ. Mắt thấy sắc mặt ngân hổ xám lại, hắn thỏ tay vào trong áo, xoát một cái, hắn đã rút một khẩu súng lục màu đen ra, nhắm ngay vào thằng to con đối diện, hổ ca, anh làm chuyện của anh, chúng tôi làm chuyện của chúng tôi, không nên sẵn bậy. Hắn đương nhiên có thể nhận ra sự tin tưởng của ba người còn lại, với lại dù sao hắn cũng là đồ liều mạng, trên tay cũng đã dính máu nhiều người, làm thu hạ của ngư đầu nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên bùng phát, khi thế cũng không thua kém bao nhiêu so với đối phương. Bầu không khí trong tuyết trở lên căng thẳng, nhãn kính cúi đầu nói cái gì đó không rõ, ba người còn lại cũng không rút súng, hai người cứ rằng co như vậy, ngân hổ đột nhiên nở nụ cười, tay phải chậm rãi rút ra, trên tay cầm điếu thuốc, sau đó hắn tiến lên một bước, trực tiếp dí chắn mình vào họng súng, nói Thế nào, khẩn trương vậy à, tao định hút thuốc thôi, cây súng này là tao cho mày, mày thử xem có khả năng bán tao hay không, hổ ca, tôi không muốn làm tới mức này, nhưng anh đã không còn lý trí, nói nhiều làm gì, nổ súng đi. A thử cười cười, lui ra phía sau một bước, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, đột nhiên thân hình ngân hồ lúc này cũng nhoáng lên, bằng tiếng súng vang lên trong bầu trời tuyết, sau đó, thân hình A thử bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống cách vị trí cũ khoảng 3, 4 mét, hoa tuyết vang tung tóe. Ngân hồ dừng lại, tay phải thuận thế rút mã tấu ở bên hông, ném về phía đối phương, tay trái cầm khẩu súng lục, đồng thời lúc này, tên cao gầy mang biệt hiệu nhãn kính cũng nhấp tay, hai tay có hai khẩu súng. Phốc một cái, thanh mã tấu cắm vào chán của A Thử, thân hình hắn ngã xuống trong tuyết, tay phải vẫn cầm khẩu súng không buông ra, một phát súng vừa rồi đúng như Ngân Hổ nói, hắn đã tránh thoát, ba khẩu súng còn lại nhằm thẳng vào ba người còn lại. Sau đó khoảng mấy chục giây, Ngân Hổ bỏ súng xuống, đi tới bên cạnh thi thể A Thử, rút mã tấu ra. Chúng mày là huynh đệ của thủ hạ tao, tao đương nhiên phải che chở và có trách nhiệm, bây giờ chúng mày có thể tự do, nhưng theo tao thì tao sẽ có cách đối xử tốt, tao có thịt ăn, mọi người cùng hưởng, chúng mày gặp chuyện không may, tao sẽ báo thủ cho chúng mày, nếu bây giờ chúng mày đi, chúng ta là địch nhân. Hắn nhếch môi, ngón tay búng trên không trung vài cái, còn người nào có ý kiến nữa không, tất cả im lặng, rất tốt, buổi tối làm việc, ngày 28 tháng 12 âm lịch, Mục Thanh Thanh vẫn còn rất nhiều việc. Có thể do biết được tin tức của ngư đầu, có lẽ do bọn xã hội đen thằng nào chẳng rào hoạt, tới cục cảnh sát coi như người nhà, thái độ rất ung dung, cái gì cũng nói, nhưng chẳng thật được câu nào. Những người này sẽ biết một số tin tức nhất định, nhưng không có khả năng coi họ là đối tượng tình nghi để thẩm vấn, phải tóm được nhược điểm của họ, sau đó uy hiếp, nhưng chuyện đâu có dễ dàng. Chuyện đã xảy ra hơn nửa tháng, chỉ còn hai ngày nữa là Tết, áp lực đối với Mục Thanh Thanh lúc này rất lớn, cũng may là trong vụ án này có súng, cho dù cấp trên có nói gì đi nữa, thì vẫn lấy lý do nghiêm trọng để trả lời, Tiểu Kha lúc này gọi điện thoại tới, hình như rất sốt ruột. Alo, chị Thanh, chị đã về nhà hay chưa, vẫn chưa, làm sao vậy? Em không chắc chắn lắm, nhưng mà nhận được tin tức từ một tên vô lại, ngư đầu đã chết, ngân hổ, nhãn kính và đám người còn lại đang tìm chị báo thù, bọn họ cũng vì chuyện này mà xảy ra nội chiến, A Thử bị giết chết, chị cũng biết, A Thử là thằng không muốn làm chuyện này. Em hiện giờ đang cố gắng kiểm tra tin này, chị còn ở cục công an là tốt rồi, nhất định phải cẩn thận đấy nếu đã có tin tức, Mục Thanh Thanh tự biết mình phải làm gì, nhưng mà sau khi trần chờ một giây đồng hồ, nàng nhẹ giọng nói một câu, không tốt, sao vậy, hiện giờ trong nhà chỉ có người. mươi 538, dòng nước hỗn loạn, một gần cuối năm, việc buôn bán kém đi, gần 11 giờ, hắn ngừng gọt hạt rẻ, thu dọn đồ đạc. Cất kỹ hạt rẻ, uống một chén nước, sau đó cầm cái chổi bắt đầu dọn dẹp, còn hai ngày nữa là Tết, thỉnh thoảng có một số thanh âm pháo hoa truyền tới, những đốm sáng nở rộ trên bầu trời đột nhiên hắn đứng thẳng người ánh mắt giống như nhìn xuyên qua rèm cửa sổ nhìn về phía một hướng khác hơn nửa tháng trước hình như có một thứ gì đó đã phá vỡ trong đầu hắn hiện giờ ác cảm và sát ý đã kéo linh hồn của hắn trở lại thực tại người đàn ông cao gầy buông ống nhòm xuống đưa cho ngân hồ ở bên cạnh cô ta ở nhà vậy còn nói cái gì giết chết nó sau đó chạy trốn ngân hồ nhai kẹo cao su trong ánh mắt hiện lên một sự hung ác nham hiểm hắn rút tay trái đang đút trong túi áo, đưa súng cho người bên cạnh, nói, không cần lo lắng tiếng động, lúc này người ta sẽ coi như pháo nổ mà thôi. Cái khu vực này là nơi hẻo lánh, năm người đi qua một khu rừng phủ kín tuyết, tiếng bước chân đạp tuyết xào xạo, sau đó họ đi lên đường, tới một căn nhà hơi nghiêng, trong bầu trời đêm thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên, khi đi qua bãi đỗ xe, nhãn kính dừng lại một chút, đưa tay gõ chiếc xe hàng. Ngân hổ nhìn thoáng qua, nhíu mày, người bán hạt rẻ sang đường, chính là căn nhà này đứng ở dưới lầu, năm người ngẩng đầu, nhìn về phía tầng trệt đối diện, nhưng họ không thấy gì cả. Ngân hổ chép miệng, mấy người đi vào hành lang của lầu một, hắn phun ra kẹo cao su, dính luôn vào cửa, sau đó bắt đầu gõ cửa. Mấy giây sau, cửa mở, năm khẩu đồng thời chĩa lên, nhưng mà trước mắt họ lại là một người đàn ông, nhãn kính đột nhiên đẩy người này dính lên tường, họng súng chỉ vào chán đối phương. Ngân hổ và ba người còn lại nhanh chóng vọt vào trong, đạp thẳng cửa phòng ngủ, trong phòng, mấy người chia nhau tìm kiếm, sau đó tập trung lại không có không có chẳng phải cô ta ở nơi này một mình hay sao ngân hổ nhìn mấy người xung quanh sau đó chỉ súng ra cửa vậy người này là ai nhãn kính nghiêng đầu hình như cũng đợi cô ta trở về nhà giống như chúng ta đúng vào lúc này một gã thủ hạ của ngư đầu cất tiếng nói thằng này là cái thằng bán hạt rẻ giang đường đây mà nghe thấy vậy ngân hổ xưởng sốt một lát sau đó ha ha cười rộ lên là thằng bán hạt rẻ giang đường bọn họ ở chung chúng mày chẳng phải nói với tao nó là một thằng ngốc, chẳng biết cái gì hay sao. Vậy bây giờ, hai tay của hắn đấm đấm vài cái trên không trung, đi ra phía cửa, vậy bây giờ chúng mày nói cho tao biết hắn đang suy nghĩ gì, làm chuyện, ha ha. Anh đẹp trai, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh cúi đầu cả ngày, cuối cùng thì anh ở đâu, dí súng vào chán đối phương, ngươn hổ sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, nói, mày bây giờ đang suy nghĩ, nghĩ, cái, gì, à. Lần này thật sự là lật thuyền trong mương trong lòng hắn đang chửi đám thủ hạ không chuyên nghiệp, sắc mặt hắn trở nên giận dữ tới mức dọa người, đột nhiên, người đàn ông bị đẩy sát vào tường ngẩng đầu, nở một nụ cười ôn hòa, tao chẳng làm gì cả, ếch. Vốn biết thằng ngốc này không nói chuyện, hắn đột nhiên mở miệng làm cho năm người đồng thời chú ý, cho nên nếu chúng mày loạn, tao sẽ làm rất phức tạp. Sau một khắc, thanh âm sưng vỡ vang lên, nhãn kính cả người bay về phía sau, lại sau một khắc, cổ hắn trúng một đấm, toàn bộ xương cổ đều vỡ vụn, đầu và thân hình như gặp lại, cùng lúc đó, súng trong tay ngân hổ bị vỡ thành những mảnh nhỏ, bay múa đầy trời. Ở một cái, khép mạnh cửa xe Mercedes-Benz, Mục Thanh Thanh và mấy cảnh sát lao ra, lên đạn, sau đó lao theo những hướng khác nhau, bao vây lấy căn nhà của nàng. Nhìn từ cửa sổ vào, trong phòng không có ánh sáng, Mục Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, đợi hai ba người bạn của mình đi tới, nàng đột nhiên mở cửa, bật đèn, sau đó bắt đầu tìm kiếm, không có ai, an toàn. Không có khả năng, xe đầy dừng ở bên ngoài, hắn đã trở về. Buổi tối hắn không ra ngoài, lúc này không có trong nhà, khẳng định đã xảy ra chuyện, bảo người bên ngoài chú ý xung quanh, Mục Thành Thành hít sâu một hơi, đánh giá căn nhà, hình như chẳng có gì xáo trộn, hình như cũng mới được quét dọn. Nàng hiểu, cái tên ngốc kia có thói quen sạch sẽ ngăn nắp, sau khi gọt hạt rẻ xong, bao giờ cũng quét dọn một lần, nhưng mà lúc này hắn lại không có ở nhà nếu như đám ngân hổ tới đây, đừng nói là hắn chẳng biết phản kháng cho dù có muốn cũng chẳng có tác dụng gì cả, chị Thanh. Chẳng phải chị ở một mình hay sao, hắn là ai vậy, là tên ngốc bán hạt rẻ giang đường, mục thanh thanh nhíu mày, căn nhà hắn đổ rồi, tôi tạm thời cho hắn ở nhờ. Giải thích qua loa, nàng phân công công việc cho mấy người bên cạnh, sau đó đi ra ngoài tìm đầu mối, kiểm tra người khả nghi, thuận tiện kiểm tra mấy cái video giám sát ở quảng trường, sau khi phân công công việc sau, nàng đi hỏi thăm mấy nhà bên cạnh xem có chuyện gì bất thường hay không, nhưng mà chẳng thu hoạch được gì cả. Về đến nhà, mang theo một tên cảnh sát kiểm tra các nơi, cố gắng không bỏ sót một vết tích gì dù là nhỏ nhất. Tới gần 12 giờ, nhân viên cảnh sát kiểm tra video trở về, báo là chẳng có phát hiện gì cả. Đây là kết quả nằm trong dữ liệu, dụ giang không phải là thành phố lớn, camera rất ít, không phải chỗ nào cũng có, người nào nhiều kinh nghiệm là có thể tránh được tất cả. 12 giờ 15 phút, nàng ngồi trên xa, sắc mặt âm trầm, cố gắng nghĩ lại tỉ mỉ một lần những chuyện đã xảy ra, đột nhiên có tiếng mở cửa truyền tới nàng rút súng bên hông tên cảnh sát kia cũng đề phòng tiếng khóa cửa truyền tới sau hai giây có một người đi vào trong trong chốc lát mục thanh thanh hạ hai vai thở một hơi dài nhẹ nhóm buông súng xuống, xuống ngoài cửa chính là cái tên nam nhân mà đang tìm cả tối nay cậu đã chạy đi đâu vậy vô ý thức hỏi một câu đối phương cũng lạnh nhạt trả lời đi đổ rác gật đầu mục thanh thanh nói với nhân viên cảnh sát bên cạnh không có chuyện gì cả có thể là tin tình báo giả cũng có thể là đám người kia chưa tới bảo mọi người, nói đến đây, nàng đột nhiên sửng sốt, nàng quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng cửa, lại nhìn nhân viên cảnh sát, không dám xác định phán đoán của mình, hắn vừa mới nói chuyện, chương 539. Dòng nước hỗn loạn, hai thụy điển, sân bay quốc tế Stockholm, khắp bầu trời đều là hoa tuyết, ngự thù hỉ mặc một chiếc áo khoác da màu đen, cùng với một người bên cạnh đi ra khỏi phòng khách của sân bay, hắn duỗi lưng, hít sâu một hơi, nhìn thành phố trắng xóa trước mặt. Không khí châu Âu vẫn vậy, khác hẳn với Nhật Bản, có phải vậy không ngươi cũng đã đi nhiều nơi cảm nghĩ có như vậy không chỉ khác nhau ở tâm tình mà thôi lương đao một cái túi du lịch thật to mộ thôn quảng thụ cười cười đương nhiên ở nông thôn không khí bao giờ chẳng trong lành thành phố thì bon chen tràn ngập bụi và không khí công nghiệp mỗi nơi có cảm nhận riêng chủ yếu tùy thuộc vào tâm trạng con người thực ra ta rất muốn được như ngươi nay đây mai đó hôm nay nghe nói ngươi du lịch thụy điển mai lại tới nước nga sau đó sang châu âu nếu như không phải xử lý nhiều chuyện, ta cũng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mộ thôn quảng thủ nhún vai cười. Cái này có gì đáng mà ước ao, ví tiền lúc nào cũng lép kẹp, sau đó thì bụng đói, tìm nơi làm thuê, cậu không biết chứ, cái chuyện ô long tôi đã làm không dưới 10 lần, đúng là thảm kịch, ngư thủ hỉ cười hì hì nghe hắn nói, sau đó thay đổi sắc mặt. Được rồi, thời gian nhạy cảm này ngươi tới thị điền, có phải muốn xem trò vui không? Vui cái gì mà vui, tôi đã nghe nói qua chuyện không kiến chi trần, nhưng mà cậu cũng biết, với tính cách của tôi, sao có thể làm những chuyện giống như cậu, đây là một điểm đã định trước trong hành trình mà thôi. À, cho cậu xem lịch hành trình. Hắn lôi lịch hành trình từ trong ba lô ra ngoài, ngụ thủ hỉ bất đắc dĩ thở dài. Này, mọi người quen nhau lâu như vậy rồi, ngươi đừng có lờ ta đi, sao mà trùng hợp như vậy được, dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết một thứ gì đó. Mộ thôn gia ở Nhật Bản không được coi là đại gia tộc, nhưng cho tới nay họ cũng nắm giữ không ít chuyện bí mật, có quan hệ với khá nhiều lĩnh vực, địa vị trong giới hắc ám cũng không tệ, mắt thấy ngựa thủ hình mở miệng, cái tên nam tử đặc thù nhất của mộ thôn gia trong mấy trăm năm nay cười cười. Cậu cũng đã điều tra xong rồi còn gì, tại sao còn bắt tôi nói? Được rồi được rồi, ta nghe ra tộc ta nói về chuyện hấp huyết quỷ, ta nghe nói mấy năm trước ở Trung Quốc hình như cũng bắt được một con, trước kia bọn họ phát động chiến tranh với tòa thánh Vatican, sau đó đánh bại được hấp huyết quỷ, có người nói đó là nhờ công lao của không kiến chi trần. Không kiến chi trần kia rất lợi hại đấy, nhưng mà tôi chẳng biết nó là cái gì cả. Thực ra mọi người cũng chỉ tranh luận về một thứ chưa biết mà thôi. Nếu như câu chuyện kia là thật, kiếm tiền Trung Quốc giết tới, bên chúng ta có tám trăm thần minh cũng chẳng chống đỡ được. Ngay cả dị năng cũng có thật, hốc huyết quỷ chưa chắc đã là thần thoại. Ngựa thủ hỉ nói, tiến hóa. Đối với tiến hóa chẳng ai nói trước được điều gì. Một chiếc xe dừng lại ở ven đường, hai người lại hàn huyên một hồi. Sau đó ngựa thủ hỉ đi tới chiếc xe. Khi sắp tới, hắn quay đầu lại nói. Ai, được rồi, ta vẫn muốn tìm người hỏi một chút, có một cô gái tên là Giản Tố Ngôn, người có biết không, mộ thôn quảng thụ nhíu lông mày, trên mặt hiện lên sự cổ quái, biết chứ, đại mỹ nữ đấy, người cũng biết biết, Người thủ hình nhíu mày, nói, vậy cô gái đó rút cuộc. Hắn có chút chần chờ, nhưng mộ thôn quảng thụ hiển nhiên đã hiểu ý tứ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tuyết, tỏ về trầm ngâm, đối với cô ta, tôi chỉ có một cách nghĩ, ngàn vạn lần đừng có chọc tức nàng ta nếu thực sự bị chọc giận tôi nghĩ cả Nhật Bản cũng không chống được, vậy thì quá khoa trương rồi, nhưng mà... Ngựa thủ hỉ sừng sốt một lát, búng tay, hiểu rõ, ngày 21 tháng 1 năm 2004, viên, lúc tỉnh mộng, con người thường bị cảm giác lạnh lùng và sợ hãi bao trùm. Đại khái là vào những mùa hè năm cấp 2, nàng và xa xa tham gia kỳ thi võ thuật, gia minh đi theo, tào đông phong vẫn như một con ruồi cả ngày bám đuổi, ba người một lòng đối ngoại, giả bộ thành hình dạng rất thân mật cho hắn xem thực ra thì đó cũng là lần đầu tiên mình hôn gia minh lấy việc công làm việc tư trái tim thì cứ phù phù nhảy loạn rõ ràng lúc đó còn nhỏ vậy mà ba người lại ngủ chung một cái giường ba người chen chúc nhau đắp chung một cái chăn mỏng thân hình đụng chạm đêm hè oi bức nhưng nó lại mang lại cảm giác thoải mái ba người chẳng ai nhắm mắt ngủ nổi cũng không thấy buồn ngủ nằm lì trên giường nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ngắm trăng trên ngọn cây xa xa bỏ dậy nói là đi mang thứ gì đó để về ba người cùng nhau đánh bài tiếng bước chân tinh tế vọng từ ngoài hành lang vào trong. Sau khi trở về, nàng cầm về mấy cái kẹo đường, ba người ngồi trên giường mút mút, kẹo đường nhanh chóng chảy ra, dính vào tay nàng, nàng cúi đầu để ăn, vì vậy mà trên mặt của nàng cũng bị dính, Gia Minh và xa xa ngồi cười nàng, nàng cố gắng muốn cho họ bị dính theo. Đột nhiên, nàng muốn mở mắt cuối cùng thì mở thật, vì vậy mà bi thương. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ vào trong phòng, nàng có thói quen là trước khi đi ngủ tắt hệ thống lò sưởi, lúc nãy khi mơ mơ màng màng ngủ nàng cảm thấy mình hơi lạnh muốn tìm một thân thể ấm áp ở bên cạnh để sưởi nhưng sau một lúc mới dần dần tỉnh táo lại nàng nhìn trần nhà cái mũi lại có cảm giác cay cay đã hơn ba năm trôi qua vậy mà mình vẫn lưu giữ những ký ức trước kia ngoan cố chống lại thời gian mái tóc dài lúc nhỏ nàng đã cắt bây giờ nó chỉ dài tới vai nữ sinh học hệ âm nhạc rất ít người làm như vậy trừ khi là họ có một con đường cho riêng mình nhưng nàng không phải họ Nàng là một cô gái hợp với sự xinh đẹp truyền thống, có phần cứng cỏi và độc lập, có người nói nàng thích ở với con đường một mình hơn, nhưng chẳng có ai biết, ngày nào nàng cũng phải cắn chặt hấp hàm. Đi tới viên 3 năm rưỡi, nàng cao hơn 2cm gầy đi 4kg, nhưng mà nhìn thân hình thì cũng chẳng có nhiều thay đổi. Nhưng trên thực tế nàng trở nên co đơn hơn, cũng càng xinh đẹp trưởng thành, hai năm đầu tiên có rất nhiều người theo đuổi, có vô số phương thức khác nhau, cũng có những người theo chủ nghĩa xô vanh bị nàng dùng thái độ lạt mềm buộc chặt cử tuyệt. Năm kia có một tên có tính cách phóng đã nói nàng mấy câu rồi động chân động tay, bị nàng bẻ gãy tay trước mặt rất nhiều học sinh trong trường, cái tên trêu đùa nàng kia vô cùng cường tráng, nhưng mà không chịu nổi một kích bẻ ngón tay mà Gia Minh dạy trước kia. Tất cả mọi người ngây người, không một ai ngờ một người ôn nhu mềm yếu như nước lại có thể như vậy, từ đó về sau, phiền phức ít đi nhiều, chương 540. Giao thừa, một không chỉ sự theo đuổi, mấy năm nay nàng cự tuyệt rất nhiều thứ, cự tuyệt giao tiếp phong phú trong quá trình học đại học cự tuyệt hồi ức, cự tuyệt trở về nhà, thậm chí là cự tuyệt nghe tin tức ở Giang Hải. Nàng Thủy Trung giữ cho mình một hy vọng, hy vọng bởi vì xa nhau hay một nguyên nhân đặc thù nào đó, nàng có thể hiểu ra mình, dù cho tình huống hiện tại có thế nào đi nữa, nàng cũng vẫn tin tưởng, nếu không, toàn bộ ký ức tốt đẹp trong quá khứ sẽ sụp đổ một cách tan tành. Nếu như Gia Minh có quan hệ với nữ nhân khác hơn một năm, thì tuyệt nhiên hắn không thể chủ động nói ra khi không có lý do, cho dù thật hay giả, trong đó nhất định có lý do khác nàng mong muốn gia minh gặp uy hiếp mong muốn hắn đột nhiên nói ra chuyện hắn không giải quyết được thậm chí mong muốn hắn bị máu trắng giống như trong phim hoặc một lý do thực tế là hắn có áp lực giống như là không làm nỡ tiền đồ của nàng vì vậy mới chọn cách xa nhau cho dù như thế nào vẫn còn nửa năm nữa khi nàng hoàn thành xong tất cả đợi hắn làm xong việc của hắn nàng sẽ đem những kỷ vật chung của hai người tới trước mặt hắn nói với hắn cậu nhìn lầm con người diệp linh tĩnh tớ rồi nỗi khổ tâm của cậu tớ hiểu cho dù như thế nào nàng cũng chỉ còn cách làm như vậy, lúc xa nhau, hy vọng và ký ức là thứ duy nhất nàng có thể bám trụ. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Lộ tìm tới nàng một lần, hai người hàn huyên một lúc, thực ra thì cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Giống như là hiểu tâm tình của nàng, đối phương không hề đề cập tới tình hình của gia minh và tình hình Giang Hải, mỗi năm trong nhà gọi điện thoại cho nàng mấy lần, cha mẹ nàng dường như cũng không muốn nói tới chuyện của gia minh và xa xa. Nàng cứ thờ ơ dùng những chuyện đó làng tránh tất cả, chỉ có một điều khổ sở duy nhất đó là không liên lạc được với xa xa trước đây nàng gọi điện thoại cũng không gọi được gia minh ở chung với cậu ư có lẽ là gia minh sẽ ra đi với cậu ấy nếu không nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình nhưng nếu như gọi được thì hai người nên nói cái gì đây cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra được chúng ta lại cùng thích một tên nam nhân bỏ rơi mình đúng hắn là tên khốn kiếp xa xa thích gia minh hơn mình cậu ấy chắc chắn sẽ chịu không nổi nàng cầm điều khiển từ xa mở điều hòa một lát sau mới ngồi dậy mái tóc toán loạn nàng cầm một quyển sách, tối hôm qua khi ngủ nàng tiện tay để nó trên đầu giường, nàng nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn 12 giờ trưa, hiếm khi nàng dậy muốn như thế này, hôm nay là đêm 30. Bởi vì lệch múi giờ, lúc này ở Giang Hải chắc khoảng 7 giờ tối, nàng ngồi ở trên giường bấm điện thoại gọi về nhà, nói chuyện với cha mẹ hơn 10 phút, hai mắt không nhịn được đỏ hoe. Mấy năm nay, cha mẹ nàng hình như có chút hối hận khi cho nàng tới viên, trong điện thoại cũng không dám nói là mong nàng trở về nhà, nhưng trên thực tế, nàng cảm giác mình có lỗi với cha mẹ, vì gia mình mà ngay cả cha mẹ cũng không gặp, thực quá bốc đồng. Tình yêu không phải là toàn bộ sinh mệnh cuộc đời, câu này ai cũng biết, thế nhưng thời trẻ khinh cuồng, ai có thể thực sự kiềm chế được tình cảm của mình đây, lúc đặt điện thoại trở lại, nàng xuống giường, tiếng đập cửa vang lên. Nàng đi tới ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông đại khái khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ đồ tây trắng, đôi mắt màu xanh, đeo một cái kính nhỏ màu trắng, áo choàng màu vàng, có vẻ tương đối đẹp trai, hai tay khoanh trước ngực, mang theo một túi văn kiện, bắt thấy không có ai nói gì, hắn lại nhấn tiếp chuông. Cửa, thầy Julian, cho em 5 phút đồng hồ, mấy phút sau nàng đi ra ngoài mở cửa, hiện đã mặc trang phục mùa đông chỉnh tề, đã sửa mặt, trải qua cái đầu, trên tay vẫn cầm một cái bàn chải đánh răng, em còn phải đánh răng, mời vào. À, tôi đang suy nghĩ thực ra em cho tôi nhìn thấy bộ dáng em mới ngủ dậy một lần cũng không vấn đề gì, không phải sao như vậy sẽ không lãng phí mấy phút đứng bên ngoài mấy phút xin lỗi trả lời một câu lạnh nhạt linh tĩnh đóng cửa phòng toilet sau một lát nàng ra ngoài tất cả đã gọn gàng nghiêm chỉnh thầy julian em nghĩ hôm qua em đã xin phép rồi không phải vì chuyện này julian vẫn duy trì nụ cười mê người tôi biết hôm nay là ngày quan trọng nhất trước năm mới của người trung quốc cho nên mấy người bạn của tôi giới thiệu cho tôi một nhà hàng trung quốc rất ngon khuya hôm nay ở đó có một cuộc gặp mặt tôi cho rằng mình có thể mời em qua đó tham gia một chút gian phòng không lớn julian ngồi ở trên salon linh tĩnh ngồi ở mép giường suy nghĩ một chút sau đó ngẩng đầu cười thực ra hôm nay em không muốn tham gia hoạt động như vậy ok nếu như tôi nói là tôi muốn tham gia để trải nghiệm một chút phong tục của người trung quốc muốn em có thể đi cùng thì sao em cũng biết tôi không hiểu trung quốc nhiều cho lắm tiếng trung cũng hơi bị khó khăn trầm mặc trong chốc lát linh tĩnh gật đầu nếu như thầy muốn em sẽ đi tới viên mấy năm nay thầy julian là một trong những người nàng quen nhất thầy giáo này còn trẻ hơn nữa còn có tài hoa không chỉ tham dự diễn xuất năm mới trong phòng âm nhạc vàng thậm chí còn là giáo viên âm nhạc danh dự của vương thất úc người này giúp nàng không ít giới thiệu nàng tới ca kịch viện làm việc ngoài giờ khiến cho nàng có đủ tiền sống và học tập ở nước ngoài gian phòng nàng đang ở cũng thuộc loại tương đối khá trong trường cũng do hắn giới thiệu mới có được gia minh lúc đi đưa cho nàng một chi phiếu trong đó có viết địa chỉ người liên lạc bảo là đã thu xếp hết cả nhưng nàng vẫn giữ, bởi nàng muốn khi nàng trở lại, hắn phải xin lỗi nàng, Julian nhìn nàng vài lần, sau đó cười lắc đầu. Nói đùa thôi, chẳng qua chỉ muốn thay đổi phong cách xã giao của em một chút, nếu không thích tôi cũng không miễn cưỡng, thực ra tôi hôm nay tới đây là muốn đưa cho em những văn kiện này, hắn lắc lư cái túi, nói. Năm ngoái từng nói chuyện với em về việc sau khi tốt nghiệp, lúc đó cũng chỉ thuận miệng nói, em thuận miệng cự tuyệt, nhưng mà tôi mong em có thể suy nghĩ lại một chút, mục đích của em đã đạt được, danh vọng cũng không nhỏ, có mấy công ty cũng biểu lộ ý đồ, mong muốn em ở lại châu Âu phát triển. Tôi cũng đã liên hệ với một vài người bạn, giúp em xây dựng một kế hoạch, tôi sẽ đảm nhiệm là người đại diện cho em, cho em bước thẳng lên diễn ở phòng nhạc vàng. Thầy, chuyện này, Julian phất phất tay. Em có tài hoa, có linh tính, chỉ cần tiếp tục phát triển nhất định có thể thu được thành công rất lớn, bởi vì nhiều chuyện, tôi đã mất đi linh tính, cũng không cách nào chuyên chú vào đàn dương cầm, cho nên hy vọng có thể bỏ nó một thời gian. Mong là tìm lại được cảm giác khi xưa, hiện giờ chỉ có em mới làm được. Hắn kéo tay Linh Tĩnh, đặt túi văn kiện vào đó, trước khi đối phương có bài xích hắn đã buông tay ra. Linh Tĩnh nhíu nhíu mày, "Thầy, em sẽ không ở lại Âu Châu, không cần trả lời nhanh như vậy, có thể suy nghĩ thêm vài ngày, vài ngày tôi còn có việc, đi trước. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo."